chưa? Anh đổ thế là nó ấy luôn này. Cái bên dưới là cái xả e đúng không? Đấy, giờ ông nào giật đây. Ông giật à? Ông giật à? Lùi phải lùi lại mới có chỗ đứng mà giật. Đấy, làm một phát đây, cả người lẫn máy số nào. Vướng. Mình đứng đằng bờ ao mà. Rồi, tiến đi. Mình lại lại sao vậy nhá. Có đi được không? Thank you.
thì nó tụt rồi. Cái này thì chế đơn giản thôi.
bơm khỏe không? Đây mới chỉ là ống 50 đấy. Ê, thế này cái dọ này thì đơn giản nhỉ. Cái dọ này nếu mà ấy nhá, lắp cái ống 48 vào nối dài ra đục lỗ nhiều quá đơn giản là hút ngon. Con rắn này to quá, cái này là kéo rửa sạch hết cái khu đường này luôn. Rửa sạch hết khu đường này luôn. Em sợ kéo bạn lại hút có quả cá cũng chui vào. Cá chui vào là vào trong này là cái guồng bơm là say luôn. Sao anh? Cá. Mọi người xem cái ống này dài khoảng bao nhiêu mét? 10 mét. Không đến 80 mét là 1 2 3 khoảng độ 5 đến 6 mét thôi. Có khỏe. Này mai kia cho cái bánh lốc đặc vào nữa. Con này bốc cái dừa tôi rửa. Không còn cái gì nữa. Sau này về bên xưởng mới là có đất thì không? Đấy. Đem ra. Cho ra. Mang cùng nó cho rửa lại tiền. Cái này thì chú lại phải bỏ như trên giống nhé. Nổ máy đã. Không cần, bỏ như trên giống. Dắt đi à? Đấy, bạn nha. Vâng. Chạy tết. Mày không được một cái lết gì bảo là trộn vỡ ướt. Cái trộn vỡ khô thì là chuyện cầm vỡ ướt. Cầm cả kia, cầm cái đuôi này. Anh nào? Cũng mái không phải có đi. Nào, hãy đuôi đi.